Ban biên tập chúng tôi rất vui xin được chào đón quý bà con và quý vị khán thính giả đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Các bạn mới đến với kênh hãy ủng hộ ban biên tập một like, một đăng ký để không bỏ lỡ giá lúa gạo mỗi lần kênh phát sóng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công và đạt được mọi điều mong muốn. Tối ngày 29 tháng 5, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời đã có thông báo chính thức về việc trúng thầu 100.000 tấn gạo cung ứng cho cơ quan hậu cần nhà nước Indonesia, giao hàng liên tục và sẽ thu về trên 55 triệu đô la Mỹ trong 2 tháng tới. Theo đó, với đơn hàng 100.000 tấn gạo của Lộc Trời dự kiến giao trong 2 tháng, hình thức thanh toán thông qua tín dụng sẽ thu về trên 55 triệu đô la Mỹ, tương đương trên 1.300 tỷ đồng. Theo Lộc Trời, khi ký kết các đơn hàng, từng mức giá gạo xuất khẩu đều được tính toán rất kỹ lưỡng, bù đắp được các khoản chi phí tập đoàn có lợi nhuận, đồng thời hài hòa lợi ích của bà con nông dân, lợi ích thị trường và lợi ích của nông sản Việt Nam về lâu dài. Mức giá gạo xuất khẩu của đơn hàng 100.000 tấn này theo Lộc Trời đã đáp ứng được các yêu cầu trên, đồng thời phản ánh tình hình thị trường lúa gạo hiện tại, đúng phẩm cấp chất lượng gạo yêu cầu, có tính thời điểm. Giá gạo xuất khẩu của đơn hàng này không làm ảnh hưởng tới các đợt đấu thầu tiếp theo, cũng như giá xuất khẩu của 6 đến 8 triệu tấn gạo mà Việt Nam xuất khẩu hàng năm ra thị trường thế giới. Với mặt hàng gạo, gạo thành phẩm IR504 13.400 đến 13.500 đồng một ký, gạo nguyên liệu IR504 11.200 đến 11.350 đồng một ký, cám khô 7.200 cho đến 7.300 đồng một ký và tấm OM5451 với mức giá 10.300 cho đến 10.400 đồng một ký. Giá gạo nguyên liệu và giá gạo thành phẩm đều đi ngang và không có sự tăng giảm thất thường. Đối với các chợ lẻ, gạo nàng hoa chín 20.000 đồng một ký, gạo nàng nhen 30.000 đồng một ký, gạo jasmine 18.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo rẻ thường 15.000 đến 16.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 18.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 19.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo hương lài 20.000 đồng một ký, gạo sóc thường 18.000 đến 19.000 đồng một ký, gạo sóc thái 18.500 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký và gạo Nhật với mức giá 22.000 đồng một ký. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu có xu hướng giảm nhẹ từ 1 đến 3 USD trên tấn. Trong đó, gạo tiêu chuẩn 5% tấm giảm nhẹ 3 USD xuống còn 582 USD trên tấn, gạo 25% tấm giảm 1 USD xuống còn 557 USD trên tấn, gạo 100% tấm thì vẫn duy trì ổn định ở mức là 485 USD trên tấn. Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, giá gạo chợ ổn định, giao dịch chậm. Tại khu vực Tiền Giang, gạo về Lai Rai giá vững so với hôm qua, còn tại Đồng Tháp, giá ít biến động, nguồn về ít, kho mua chậm hơn hôm qua. Tại các tỉnh như Kiên Giang, Cần Thơ, lúa khô giao dịch ít, giá ít biến động, riêng lúa tươi về hè thu, giao dịch Lai Rai. Giá lúa đông xuân khô IR504-04 khô 9.500 đến 9.700 đồng một ký, OM380 khô 9.500 đến 9.600 đồng một ký, OM5451 khô 9.900 đến 10.100 đồng một ký, OM18 khô 10.100 đến 10.300 đồng một ký, Đài Thơm 8 khô 10.300 đến 10.400 đồng một ký, ST21 khô 11.600 đến 11.800 đồng một ký, ST24 khô 13.100 đến 13.300 đồng một ký, Japonica khô 10.100 đến 10.300 đồng một ký, nếp Long An khô 9.900 đến 10.200 đồng một ký. Giá gạo nguyên liệu lức, nguyên liệu IR50404 11.300 đến 11.400 đồng một ký. Nguyên liệu OM380 11.100 đến 11.300 đồng một ký. Nguyên liệu OM5451 11.500 đến 11.700 đồng một ký. Nguyên liệu Đài Thơm 8 11.900 đến 12.200 đồng một ký. Nguyên liệu OM18 11.900 đến 12.200 đồng một ký. Nguyên liệu ST21 14.500 đến 14.600 đồng một ký. Nguyên liệu ST24 15.800 đến 16.000 đồng một ký. Tấm OM18 Đài Thơm 8 10.500 đến 10.700 đồng một ký. Tấm IR50404 10.200 đến 10.500 đồng một ký. Và cám ở mức 5.100 đến 5.200 đồng một ký. Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, OM18, Đài Thơm 8, 8.300 đến 8.600 đồng, IR50404, 7.700 đến 8.000 đồng, OM5451, 7.700 đến 8.000 đồng, RVT, 8.300 đến 8.600 đồng, OM380, 7.800 đến 8.100 đồng, OM34, 7.700 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25, 9.400 đến 10.500 đồng,
nàng hoa 7.800 đến 8.000 đồng, lúa nhật 7.900 đến 8.100 đồng, nếp tươi 8.000 đến 8.300 đồng, cửu long 7.800 đồng. Khu vực An Giang OM18 đài hơn 7.900 đến 8.200 đồng, IR504 7.700 đến 7.900 đồng, OM5451 7.600 đến 7.700 đồng, OM380 7.700 đến 7.900 đồng, nàng hoa 7.600 đến 7.800 đồng, OM34 7.700 đến 7.900 đồng, RVT 8.000 đến 8.300 đồng, ST21, ST24, ST25 9.500 đến 10.100 đồng, cửu long 7.700 đồng, ML202 7.500 đến 7.900 đồng, lúa nhật 7.700 đến 8.000 đồng, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang OM380 7.800 đến 8.000 đồng, IR50404 7.800 đến 8.000 đồng, ST24, ST25 9.800 đến 10.300 đồng, OM5451 7.800 đến 7.900 đồng, RVT 8.300 đến 8.500 đồng, OM18 đài thân 8 7.900 đến 8.300 đồng, lúa nhật 7.800 đến 8.100 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, cửu long 7.800 đồng, ML202 7.600 đến 7.800 đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ IR50404 7.900 đến 8.100 đồng, OM18 đài thân 8 7.900 đến 8.400 đồng, OM34 7.800 đến 8.000 đồng, OM5451 7.800 đến 7.900 đồng, OM380 8.100 đồng, RVT 8.400 đến 8.600 đồng, VD20 8.500 đến 8.600 đồng, nàng hoa 7.800 đến 8.000 đồng, Jasmine 7.800 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25 9.600 đến 10.500 đồng, cửu long 7.700 đồng, nếp tươi 8.100 đến 8.400 đồng, Tiền Giang OM18 đại thơm 8 7.800 đến 8.100 đồng, IR50404 7.700 đến 7.900 đồng, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng, OM380 7.800 đến 8.000 đồng, VD20 7.900 đến 8.200 đồng, RVT 8.200 đến 8.400 đồng, ML202 7.700 đến 7.800 đồng, OM34 7.700 đến 7.900 đồng, ST24, ST25 9.700 đến 10.200 đồng, nếp tươi 8.100 đến 8.400 đồng, lúa nhật 7.800 đến 8.100 đồng, Long An OM18 đài thơm 8 7.800 đến 8.100 đồng, ML202 7.700 đến 7.900 đồng, IR50404 7.500 đến 7.800 đồng, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng, nếp khô Long An 9.800 đến 10.500 đồng, nếp tươi 8.100 đến 8.400 đồng, OM34 7.600 đến 7.900 đồng, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng, lúa nhật 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.800 đến 7.900 đồng, RVT 7.800 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25 9.500 đến 10.200 đồng, cửu long 7.500 đồng, OM1352 7.900 đồng, DS1 7.900 đồng, OM4900 7.900 đồng, Tây Ninh OM18 đại thơm 8 7.600 đến 8.000 đồng, nếp tươi 8.000 đến 8.300 đồng, IR50404 7.500 đến 7.700 đồng, OM5451 7.700 đến 7.900 đồng, nếp tươi 3 tháng rưỡi 7.800 đến 8.100 đồng, OM34 7.600 đến 7.800 đồng, nàng hoa 7.600 đến 7.800 đồng, lúa nhật 7.800 đến 8.000 đồng, OM380 7.600 đến 7.800 đồng, RVT 7.900 đến 8.200 đồng, ST21, ST24, ST25 9.500 đến 10.200 đồng, cửu long 7.500 đồng, OM1352 7.800 đồng và OM4900 7.800 đồng. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi và cùng chúng tôi lắng nghe chi tiết bảng giá lúa gạo. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại.